Hả? Chuẩn bị làm gỏi đây mà nó chưa ấy thì sao ta? Gỏi gì? Thịt bò chưa tới sao? Chưa tới thì bắt đại gà hay gì đó làm tạm, là bò tới thì chế sau. Gỏi gà với gỏi bò nó phải khác nhau đó nha. Cái gỏi bò là dùng cho những người người ta ta gọi là bị thiếu máu não, thiếu gọi là người thiếu máu á thì sử dụng. Tại gỏi bò là mình chỉ ăn mức độ là nó chín vừa phải. Còn gỏi gà là gọi là ăn để ngon miệng thôi. Chứ thực tế nó không có bổ béo gì hết trơn á. Tôi muốn ăn gỏi bò mà gọi là bớp hành tây á. Thì anh muốn ăn thì mua bò về làm ăn thôi chứ sao vậy? Bò thì trong ăn đá có rồi. Thì mình làm thôi chứ thì giờ có đá sao? đông thôi, nhưng mà có cái vậy nè. Cái gì ta? Bữa hôm tôi ăn cái nhà hàng gì đó cũng là gỏi bò luôn. Nhưng mà cái gì? Cái gỏi bò, cái bò nó không có ngon bằng cái hành tây. Tại sao? Hành tây của nào như của nào thôi mà. Đậu. Hay của hành tây nhập từ bên Mỹ về. Không, hành tây Việt Nam mình nó ở Đà Lạt đem về. Không biết sao không? Có nghĩa là người ta chế biến như thế nào, hoặc là người ta ướp với gì đó. Đường. Đường mà gọi là đường 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 phèn á. Sao mà củ hành tây mình ăn nó lý nó hăng nó hôi đúng không? Nghe mùi đúng không? Đúng rồi. Còn người ta ăn là ông chỉ bỏ vô miệng là gì, gọi nó giòn y như cái bánh tráng vậy đó. Cái đó gọi là bí quyết nhà hàng người ta sao chỉ ra được. Đó là một cái bí quyết công thức để người ta giữ chân cái khách của người ta. Khi ta làm không được nhưng quán này ta làm được. Cho nên người ta ăn nhau cái bí quyết cho nên ta giữ chân khách là vậy đó. Nhưng mà nó lại lại ngọt, sao nó lại ngọt? Thôi đó là cái bí quyết. Hồi đó ông đi học về gọi là nội trợ đó. Ông gọi là đi học về 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 bộ môn mà gọi về nấu ăn dành cho phụ nữ á. Tại vì nấu ăn bây giờ là thuộc đàn ông rồi. Mà hồi xưa là phụ nữ. Ông có học khóa đó không? Thì có khóa này nè, em cũng tính làm bí quyết mà anh hỏi thì làm, lỡ chia sẻ cho nhau thôi. Thì lát nữa tôi làm gỏi bò, mình gọi gỏi bò này cho ông ăn. Cách chúng ta chế biến hành tây nè, bóp gỏi hay ăn sống á, nó không còn hăng nữa, nếu mà nó khử vị hăng, khử vị cay của hành, ăn vô anh sẽ cảm thấy vị ngọt và hương hành nhẹ thôi. Nó khác hẳn luôn. Mặt 180 độ cho anh luôn. Rồi ok. Nếu mà anh muốn chế biến cái này đúng không? Anh làm gỏi đúng không? Thì anh cũng thái hạt bào ra như bình thường đi, em thiết kế cho. Mỏng không? Thì tùy tay nghề của anh thôi. Vậy là mình bào đi ha. Ok. Hôm nay em sẽ chia sẻ mọi người cái bí quyết là khử mùi hăng, mùi cay của hành nha. Rất là tuyệt vời. Mấy chị em coi có thể làm thử nha. Ok nha. Trước khi anh thái đúng không? Anh chuẩn bị cho em một tô nước muối và một tô nước đá đi. Em thiết kế cho. Anh cứ thái hành theo kiểu anh ăn đi. Anh ăn sao thì anh thái vậy đi. Thái là đúng không? Anh bóc gỏi hả? Bóc gỏi thì thái mỏng ra. Cái tay nghề tôi sắc cũng mỏng lắm á. Đó, mọi người thái ra. Không được mà. Nhiều người thì hăng quá người ta ăn không được, cay quá ăn không được, cái mùi hành khó chịu. Thì làm sao chúng ta khử bay cái mùi hành và khử bay cái mùi hăng của nó? Thì đơn giản thôi. Với cách này thì mọi người sẽ làm được như thế này, giúp cho hành không còn cái mùi hăng nữa. Và thứ hai là hành của mọi người sẽ trong giống như rau câu. Thứ ba là sẽ ăn giòn sực 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 sực. Hành như rau câu. Ừ. Ông nói thấy cái màu này trắng đục, cái trắng trong rau câu này trắng trong nha. Ừ. Con này là màu đục cũng thấy à. Tí cho nó trắng trong luôn. Là tài của tôi nhiêu đó đủ rồi. Ừ. Ok. Ok. Rồi sao? Rồi, anh sẽ mang cái này, anh mang ngâm qua nước muối. Nước muối hả? Ừ. Ok. Ok. Đó, mọi người ngâm trong nước muối. Mọi người ngâm trong vòng từ 10 đến 15 phút nha. Cứ để nó không sao đâu. Ok, sau khi mọi người ngâm trong vòng 10 phút, anh mang đi anh rửa sơ qua đi. Anh thấy cái hành tây của anh nó trong ra thấy không? Sao nó trong ra, nó cảm giác trong ra ta? Hả? Rồi mang đi mọi người rửa nước muối đi đúng không? Ừ. Đó, sau khi anh rửa, anh sẽ bỏ qua nước đá lạnh. Bỏ đá lạnh hả? Ừ. Đó, nhớ nước đá thật là lạnh nha. Là đá nhiều hơn nước đúng không? Ừ. Đó, với cách này là hành tây của mọi người sẽ bớt cái mùi hăng. Và ăn nó sẽ giòn sực 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 sực. Và cái màu của hành nó sẽ đẹp mắt hơn, sáng hơn, trong hơn, giống như là mọi người ngâm hóa chất vậy đó. Thực sự nó không phải ngâm hóa chất, nhìn nó sáng không? Thì để lát mình so sánh cái này với cái này nè. Ừ. Thử cái này sao? Ừ. Vậy là ok rồi đó. Rồi để cho nó lạnh ha. Ừ. 15 phút mà thấy không? Trắng luôn rồi đó. Trắng luôn rồi. Ừ, trắng tinh luôn thấy không? Ừ, hai cái khác nhau đàng hoàng. Mày đó, nhìn giống như cầm câu. Này trắng sữa, này trắng tinh luôn. Mà quan trọng là ăn nó có hăng không nè. Ăn cầm ăn không luôn chứ nó không có hăng luôn đâu. Thử coi. Nó giòn. Nó giòn. Cái này bóp gỏi là nhức nách luôn mọi người. Mình cứ ngâm khi nào trộn gỏi bắt đầu vớt ra đúng không? Đúng rồi.
nha quên. Thử cái nha. À. Có hăng. Ê, bớt phải không? Không nghe mùi luôn á, cái mùi kỳ kỳ lắm. Không có hăng lắm không? Nó giòn mà nó ngọt. Ừ. Nên nó khác nhau ở chỗ đó. Ừ, nó giòn mà nó ngọt lắm nha. Đó là cách mà nhiều quán người ta giữ được khách. Cái chỗ này người ta làm được, chỗ kia ta không làm được. Nó khác nhau ở cái hương vị. Nó ngon. Nó không có hăng mùi hành. Ừ, nó vừa trong, nó vừa ngọt ngọt ngọt. Ngọt. Đó, ok nha, em chia sẻ mọi người một cái bí quyết giúp làm mà hành tây ngon, giòn, ngọt và nó trong và khử được cái mùi hăng của nó nha. Rồi. Nhớ đăng ký bật chuông, hẹn gặp lại tất cả lý sau.